so keep it going, don't you? Going, going, going. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cho các bạn đoàn viên thanh niên của khoa điện trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ. Tôi nói cho cậu một câu, sông có khúc, người có lúc. Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Khoa điện trường cao đẳng nghề cũng như công nghệ với một tiết mục được tạo dựng hết sức công phu. Và kính thưa toàn thể quý vị, với tinh thần khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc, với tinh thần rèn đức luyện tài vì ngày mai lập nghiệp, hiện nay sinh viên của khoa điện luôn giữ vững tinh thần chắc tay bút giỏi tay nghề, làm chủ được công nghệ, làm chủ đất nước, xứng đáng là học sinh sinh viên trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ. Một tiết mục vô cùng ấn tượng của các bạn đoàn viên thanh niên gửi tới toàn thể các quý vị đến tham dự chương trình tuổi trẻ và khởi nghiệp của chúng ta trong buổi ngày hôm nay. Rất hết sức ấn tượng. Đây là màn giang long, một trong những đoàn viên thanh niên tiêu biểu của khoa điện trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ với một thành tích học tập cũng như là thành tích tham gia hoạt động phong trào của nhà trường. Đến với trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ, các bạn không những được tham gia học tập trên những phòng học đạt chuẩn hiện đại, chúng ta còn được tham gia học tập trên những trang thiết bị hết sức đạt chuẩn và chúng ta được tiếp cận những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay của khoa học kỹ thuật của thế giới. Các bạn sinh viên của trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ không những giỏi tay nghề mà chúng ta còn có một sức khỏe, có một sự rèn luyện để chúng ta đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp hiện nay. Vẫn là các bạn đoàn viên thanh niên của khoa điện trường cao đẳng nghề. Cánh tay của tất cả các bạn trẻ chúng ta đâu rồi ạ? Tôi vừa nhìn thấy tất cả cánh tay của các bạn, hãy cùng cổ vũ cho sinh viên trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ. Vâng, kính thưa quý vị, đây là một tiết mục vô cùng được dàn dựng vô cùng công phu. Và chúng tôi lưu ý là các bạn đoàn viên chúng ta không được tự học ở nhà nếu không trải qua rèn luyện để tránh mất an toàn cho bản thân. Với 20 năm xây dựng và trưởng thành, với rất nhiều những thành tích đạt được, chúng tôi có 3 học sinh đạt chứng chỉ nghề xuất sắc của ASEAN, 1 học sinh đạt chứng chỉ nghề xuất sắc của thế giới. Và đây là tất cả những thành tích mà thầy và trò của trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ chúng tôi đã cố gắng đạt được. Và hiện nay, trường đang phấn đấu trở thành một trong những trường trọng điểm của trong lĩnh vực nghề của đất nước, với những nghề đạt chuẩn, khu vực và chuẩn.
vẫn là các bạn sinh viên của trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ. Các bạn ơi, hãy dành cho sinh viên của chúng tôi một tràng pháo tay thật lớn nào các bạn, học sinh trường trung học cơ sở cũng như các trường trung học phổ thông. Wow! Sao bạn có thể đi thăng bằng tốt thế? Không biết được. Con chưa đi cầu phao. Vâng. Nguyễn Văn Thành. Biệt danh là Thành Bùn. Thành Bùn to. À chưa đi, đi nhanh em. Chết. Ơi. Các bạn làm gì đây? Vâng, đây là bắt vịt địa hình. Đây là bạn Huy, bạn làm gì đây ra xem. Ui giời. Rồi, yeah. Vâng, bạn này đã được 2 con vịt. Quạc. Con lòng ơi.
mày giết vịt nào Huy? Không chưa? Anh chưa bao giờ nhau, anh nhau, anh nhau, anh nhau, anh nhau, bắt đầu. Ok, làm đi. Bịt mắt Backstreet à? Trời, easy rồi. That's so easy. Are you ready? Nhanh nào. Come on. Hốt rồi à? Ôi trời ơi, hốt. Nhìn đây này, anh Cường, bịt mắt. Bịt mắt làm gì? Bịt mắt làm gì? Backstreet, yeah, ready? What the fuck? Akia Salam, ok, come on. Come on. Ôi rồi, không nhìn thấy đất đâu. Bách 360 trăng. Yeah, quá dễ. Không biết. I don't know. Đâu, bạn này phone lên nào. Wow. Vâng, nhắm mắt nhưng mở mắt. Wow. Bạn làm cho mình hỏi là bạn đôi như thế có lặng không ạ? Quá lặng luôn, không phải gì ạ. Let him stay for